Vào hồi đầu năm nay, hãng Hyundai đã chính thức ra mắt phiên bản nâng cấp của dòng xe Crater ở thị trường Ấn Độ. Sau hơn nửa năm, đến lượt Hyundai Anker ra phiên bản mới trình làng. Điều này không nằm ngoài dự đoán vì Hyundai Anker ra vốn là phiên bản 7 chỗ của Creta. Tương tự phiên bản cũ, Hyundai Anker ra 2025 sở hữu ngoại hình không giống hoàn toàn với Creta mới. Thay vào đó, xe vẫn có những chi tiết ngoại thất riêng như giải đèn LED định vị ban ngày hình chữ H, nằm chính giữa đầu xe là lưới tản nhiệt mới với thiết kế vuông vức hơn và không còn đi kèm mắt lưới mạ chrome như trước. Ở hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha nằm dọc, giống với Creta mới. Logo của hãng Hyundai đã được đưa lên nắp capo thay vì nằm chính giữa lưới tản nhiệt. Ngay phía trên logo này là dải đèn LED định vị ban ngày mới. Ngoài ra, xe còn được bổ sung cản trước mới, tích hợp ốp màu bạc dày dặn, tạo cảm giác thể thao và khỏe khoắn hơn cho mẫu SUV cỡ B này. Thay đổi tiếp theo là vành la răng với đường kính 18 in. Ở phía sau, xe được bổ sung cụm đèn hậu LED với tạo hình chữ H bên trong, mang đến sự thống nhất với đèn phía trước. Nằm vắt ngang cửa cốp là dải đèn mỏng, nối với hai bên đèn hậu. Trong khi đó, cản sau của xe cũng có thêm ốp màu bạc giống cản trước. Ở phiên bản 2025, Hyundai Ancora có tổng cộng 9 tùy chọn màu sắc. Trong đó, có màu sơn mới là xanh nhám Robot Emerald Mart. Đáng tiếc là hiện hãng Hyundai chưa công bố hình ảnh và thông tin cụ thể về nội thất của Ancora mới. Tuy nhiên, sẽ không bất ngờ nếu nội thất của xe được bổ sung những trang bị mới tương tự Hyundai Creta, như bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 10.25 inch nối liền với nhau. Theo hãng Hyundai, mẫu SUV cỡ B này sẽ có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi lanh, tăng áp, dung tích 1.5 lít tạo ra công suất tối đa 160 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi lanh dung tích 1.5 lít với công suất tối đa 116 mã lực. Động cơ đi với hộp số sàn, hộp số tự động 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Theo kế hoạch, Hyundai Ancoza 2025 sẽ chính thức được tung ra ở thị trường Ấn Độ vào ngày 9 tháng 9 tới đây. Giá bán của mẫu xe này hiện vẫn còn là ẩn số. Chỉ biết rằng, xe sẽ có 4 phiên bản, bao gồm Executive, Prestige, Platinum và Signature với hai cấu hình nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi.